Thế chào các bạn, hôm nay chúng ta lại quay lại với chủ đề về số nguyên tố, một số bài tập nâng cao, được chưa? Một số bài tập nâng cao lên số nguyên tố mà có thể xuất hiện trong đề thi học kỳ 1 ở câu điểm 10. Còn tiêu sinh giỏi thì đương nhiên rồi, đúng không? Ở lớp 6, 7, 8, 9. Đấy. Thường là xuất hiện các bài tập về số nguyên tố, mỗi lớp một độ khó nhau. Trước tiên thầy tóm tắt một vài cái kiến thức liên quan đến số nguyên tố nhá. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chia cho một và chính nó, chúng ta nhớ rồi đúng không? Số nguyên tố chẵn p là 2, số nguyên tố chẵn duy nhất, được chưa? Số nguyên tố chẵn duy nhất rồi. Thế còn nếu mà p lớn hơn 2 thì đương nhiên p sẽ lẻ rồi đúng không? Và chữ 2, p là số b bằng 3 là số nguyên tố duy nhất chia cho 3 nhá. Còn nếu mà p lớn hơn 3 thì p sẽ có một số dạng biểu diễn như sau. Khi mà p chia 3 thì p sẽ dư 1 hoặc 2. Chúng ta có thể viết dưới dạng p bằng 3k cộng 1 hoặc p bằng 3k cộng 2. Trong đó k là số tự nhiên sao nhá. Rồi, thì nếu có còn biểu diễn dưới dạng chia cho 4 thì chúng ta sẽ được là p sẽ chia 4 dư 1 hoặc dư 3. Dư 3 nhá. P chia 4 dư 1 hoặc dư 3. Đó. Chúng ta cũng thể viết dưới dạng là p bằng 4k cộng trừ 1. Đúng chưa? Thế còn nếu mà chia cho 6 thì chúng ta lại có số dư là 1 hoặc 5. Đấy, chúng ta để ý cho thấy những cái tính chất như vậy nhá, 1 hoặc 5. Đúng chưa? Rồi, đấy, chia 3 chia 4 dư 6. Đấy. Còn nếu mà chia 2 thì là đương nhiên 2k cộng 1 rồi, đúng không? Và một cái điều đặc biệt ở đây nữa, chúng ta hay sử dụng mang nguyên tố, đó là khi p lớn hơn 3 thì p bình phương chia 3 dư 1. Đúng không? P bình phương chia 4 cũng dư 1. Chia 2 thì đương nhiên rồi, đúng không? Đó, thậm chí là p bình phương chia 8 cũng dư 1 nhé. Đó, số lẻ bình phương chia 8 dư 1, được chưa? Đấy, vì sao chúng ta tự chứng minh được rồi, không đơn giản là đơn giản đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào một số cái bài tập điển hình như này. Bài đầu tiên tìm ba số nguyên tố PQR sao cho P mũ Q cộng Q mũ P bằng R. Thế nhìn con số phức tạp thế này chúng ta phải nghĩ đến xem là quan sát xem có cái điều gì đặc biệt ở đây đúng không? Và thầy gợi ý là thường xuyên dùng chẵn lẻ hoặc chia ba nhá. Đấy, đề bài người ta chế đi như vậy. Vậy chúng ta đầu tiên chúng ta xét chẵn lẻ thế nào? Thì ở đây chúng ta nếu là P và Q đều lẻ thì vế trái lẻ, à vế trái chẵn, vế trái chẵn thì r chẵn, r chẵn r nguyên tố với r bằng 2, đúng chưa nào? R bằng 2 thì là chúng ta thấy là không 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 tồn tại đúng không? Vậy và để làm trước việc đó thì chúng ta lập luận đầu tiên cho thầy nha. Đầu tiên cho thầy là chúng ta chứng minh r bằng p mũ q cộng q mũ p thì chắc chắn là lớn hơn 2 mũ 2 rồi, đúng không? 2 mũ 2 rồi. P Q đều lớn bằng 2 nhé, tức là lớn hơn 1. Được chưa? Lớn hơn 1. Đấy. Thì chúng ta đi vào trường đầu tiên, trường hợp 1. Trường hợp 1 ở đây. Đó là P Q lẻ. P Q lẻ. P Q lẻ vậy vế trái là chẵn R chẵn. Đúng không? Mà mình vừa chỉ là R lớn 4 rồi. Tức là R là hợp số loại. Đấy, thầy phân tắt một chút chỗ này nhá. Rồi, thêm PQ loại rồi thì chúng ta sẽ có trường 2 là P bằng 2 hoặc Q bằng 2. Chúng ta giả sử P bằng 2 trước đi. Vai trò PQ bình đẳng nên chúng ta giả sử nào trước được, đúng không? P bằng 2. P bằng 2, chúng ta thay vào. Chúng ta được R bằng 2 mũ Q cộng Q mũ 2. Đến đây là quy lẻ không quan trọng rồi đúng không, bởi vì r lẻ vẫn có thể là số nguyên tố. Vậy ta lại nghĩ được chia cho 3, chia 3 chúng ta để ý cho thầy là quy bình phương chia 3 dư 1 nhá, chia 3 dư 1 được chưa? Đấy, trong trường hợp quy lớn hơn 3 thì lộ thiếu nhá, thì p quy bình phương sẽ chia 3 dư 1. Vậy chúng ta lại để ý con số 3 như vậy thì ta lại xét trường hợp nhỏ ở đây, quy bằng 3, quy bằng 3 ta thay vào ta xem đúng không, r bằng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 2, 8 cộng 9 17 thuộc số nguyên tố thỏa mãn nhá. Vậy chúng ta tìm được một đáp số rồi.
Thế quy lớn hơn 3 thì sao? Quy lớn 3 thì sao? Quy lớn 3 thì chúng ta thấy là quy bình phương chia 3 dừng. Đó. Chúng ta sử dụng cái đấy đấy nhá. Rồi, quy bình phương chia 3 dừng 1. Rồi, chúng ta thấy. Thế còn hai mũ quy thì sao? À, hai mũ quy ở đây chúng ta được là P là chúng ta đã quy đang xét là lẻ đúng không? Quy lẻ. Vậy quy nó sẽ có dạng là 2k cộng 2k cộng 1. Đó, tức là hai mũ quy sẽ bằng 2 mũ 2k cộng 1 bằng 2 nhân 4 mũ k. 4 chia 3 dư 1, do đó 4 mũ k chia 3 dư 1 nhân 2, do đó chia 3 dư 2. Đúng không? Chia 3 dư 2. Thế thì chúng ta chia 3 dư 2 như vậy thì chúng ta sẽ thấy là từ đây R bằng 2 mũ quy cộng quy mũ 2. 2 mũ quy chia 3 dư 2, quy bình chia 3 dư 1, 2 cộng 1 là 3, sau đó các bạn chia cho 3. Đó. Kết hợp với R chúng ta đã chỉ lớn hơn 4 đâu. Vậy là lần số loại. Rồi, thế vậy trong trường 2 chúng ta chỉ có quy bằng 3, p bằng 2 thôi. Đúng không? Trường 3. Đấy, trường 3. Đó là quy bằng 2 thì hoàn toàn tương tự chúng ta cũng được p bằng 3. Nhá. Vậy bài này chúng ta có đáp số là 2, 3, 10, 17. 3, 2, 10, 17. Được chưa? Xong bài số 1 nha. Bài số 2 ở đây. Bài số 2 ở đây. À, hai số nguyên tố liên tiếp nếu mà giữa chúng không có số nguyên tố nào khác. Hãy tìm ba số nguyên tố nguyên tiếp PQR sao cho P bình cộng Q bình cũng là, số nguyên tố. Ở đây nếu mà chúng ta xét lẻ chẳng hạn thì là P bình cộng Q bình vẫn có thể là lẻ, vẫn có thể là số nguyên tố. À, ta bỏ qua trường hợp lẻ chẳng nhá. Ta xét chia 3 thì ở đây lưu ý là có P bình, Q bình, R bình. Thế vậy là chúng ta gợi ý cho chúng ta dùng chia cho 3 rồi, đúng không? Ở đây nếu mà P, Q, R mà lớn hơn 3, thì các con sẽ, chúng ta sẽ thấy là P bình cộng Q bình cộng R bình. P bình cộng Q bình R bình chia 3 đều dư 1, sau đó tổng này sẽ chia cho 3. Và đương nhiên cái này lớn hơn 3 rồi nha, loại là hợp số. Thế vậy là trong ba số này sẽ phải có một số là 3. Đúng không? Là 3. Ba số nguyên tố này thì đầu bài cho thế, tức là theo thứ tự P là nhỏ nhất, đúng không? Vậy chúng ta phải có P bằng 3. Nguyên liên tiếp vậy Q nó phải bằng 5, R bằng 7. Ta thay vào ta xem thỏa mãn thôi, đúng không? Lúc này tôi được P bình cộng Q bình cộng R bình bằng gì đó. Các con thay vào nhá. Và chúng ta thấy là nó thỏa mãn, đúng không? Vậy bộ ba số nguyên tố duy nhất đó là 3, 5, 7. Rồi, ta sang bài số 3. Bài số 3, các con xem mà thấy không hiểu chỗ nào chúng ta có thể là quay lại nhá. Đấy, chúng ta có thể quay lại. Đấy, để xem. Và hãy like với chia sẻ ủng hộ thầy kênh để thầy làm nhá. Rồi, bài số 3 tìm các số nguyên tố ABC sao cho ABC bằng 3 nhân A cộng B C. Ở đây chúng ta thấy con số 3 chưa? Số 3 tức là cái vế trái ở đây là chia cho 3 nên chúng ta được là ABC chia cho 3. Đó. ABC chia cho 3 thì sẽ tồn tại một số chia cho 3. Đúng không? A hoặc B hoặc C chia cho 3. Đúng không? Chúng ta sẽ thấy là tồn tại một số. Chúng ta giả sử A chia cho 3. Vai trò là bình đẳng. Đúng không? Đấy. Vì sao bình đẳng? Vì ABC xuất hiện ở hai vế đều như nhau. Đấy, sự A chia 3. A chia 3 rồi ta thay vào ta được là 3BC bằng 3 nhân A cộng B cộng C. Ta thay luôn 3 đi nha. 3 cộng B cộng C. Thì đến đây chúng ta đưa về bài toán đã biết rồi. BC bằng 3 nhân B cộng C. Rút gọn 3 rồi chúng ta được là 3 cộng B cộng C. Đúng không? Chúng ta đưa về bài toán tìm x y nguyên đấy. Đúng không? Chúng ta chuyển vế thôi. Thì ta được gì nhỉ? Ta chuyển vế ta được là BC trừ B trừ C bằng 3. Đấy, ta đặt từ chung nhé. B ra ngoài, C trừ 1. Đúng không? C trừ 1. Làm sao để xuất hiện C trừ 1 ở đây? Thì ta đưa vào cái này. Nhưng nhớ rằng trừ đi trừ 1 là thành cộng 1.
Vậy cả hai về chúng ta cộng 1. Được chưa? Đấy, cái dòng này chúng ta lưu ý nhé. Đấy. Rồi, đến đây chúng ta xuất hiện rồi. B trừ 1, C trừ 1 bằng 4. Rồi, đến đây chúng ta thấy là 4 sẽ phân tích được thành mấy số đấy, đúng không? 1 nhân 4. 1 nhân 4, 2 nhân 2 hoặc là 4 nhân 1, tôi vẫn thay vào và chúng ta sẽ tìm được đáp số nhá. Rồi, đến đây thì nhường các bạn làm nốt chưa? Chúng ta hình như chúng ta sẽ được đáp số là C bằng 2, đúng không? C bằng 2 và B bằng 5 hoặc ngược lại, đúng không? Hoặc ngược lại. Đấy, một trường nữa đó là A B bằng C bằng bằng 3. Vậy bài này chúng ta có nhiều đáp số. Tiếp nha. Bài tiếp theo này, bài số 4. Tìm các số nguyên tố P, tìm các số nguyên tố P để 2P cộng 1 cũng là A là lập phương của số nguyên tố. Ở đây chúng ta thấy là 2P cộng 1 lẻ. 2P cộng 1 lẻ. Thế vậy nếu là lập phương thì nó sẽ có dạng là gì? Lập phương của một số lẻ, đúng không? 2K cộng 1 mũ 3. Đó. Trong đó ở đây K là số tự nhiên nhá, là số tự nhiên. Đó. Rồi, thế đến đây chúng ta làm nào? Ở đây chúng ta nếu mà lớp 8 ấy thì chúng ta học hàm thức rồi. Thì là chúng ta sẽ biết được ngay 2 cộng 1 mũ 3 bằng bao nhiêu. Nhưng mà chưa học chúng ta cũng làm được thôi, chúng ta nhân ra nhé. Và sau khi nhân ra chúng ta được là 2P cộng 1 vế phải sẽ được là 8K mũ 3. Đấy, các bạn nhân ra đúng không? Cộng với 10, chỗ này là 12, 12K bình, 12K bình phương đúng không? Đó. Và cộng với 6K cộng 1. Đúng chưa? Rồi. Giảm ước hai vế đi 1 và chia cho 2 thì ta được P bằng 4K mũ 3 chia 2 nữa nhé, đúng không? Cộng 6K bình phương cộng 3K. Đó. Đến đây thì chúng ta sẽ được là P bằng đặt K ra ngoài. Đến đây đưa ra đã biết rồi, đúng không? Phân tích thành tích của hai thừa số. Cộng 6K cộng 3. Đó. P là số nguyên tố là tích của hai thừa số, đúng không? Do đó một trong hai thừa số xếp bằng một và thừa số còn lại là số nguyên tố, đúng không? Ở đây k là số tự nhiên nên chúng ta biết ngay là 4k mũ 3. Cái này sẽ lớn hơn bằng 3. Đúng không? 3 lớn hơn 1 rồi. Thế vậy chúng ta chỉ có là k bằng 1. K bằng 1 ta thay vào ta xem P bằng gì, xem đúng là số nguyên tố không, đúng không? 1 nhân 1 1 13 13 13 bằng 13, thỏa mãn luôn nhá. Vậy đáp số ở đây chúng ta đáp số nghĩa là P bằng 13. Đấy, thì sơ bộ thầy chia sẻ với các bạn bốn bài tập về số nguyên tố. Tất nhiên nó rất nhiều các bài tập khó và hay liên quan số nguyên tố thầy sẽ chia sẻ dần, đúng không? Đấy, lớp 6, lớp 7 bài tập nó cơ bản thôi, nhưng lên lớp 8, lớp 9 là nó sẽ có một chút, không phải cứ nhìn thấy 2 và 3 là chúng ta làm được ngay, đúng không? Có thể phải xuất hiện liên quan đến 5 đến 8, đúng không? Chia 5 chia 8. Rồi, thì các bạn nhé, và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ thầy để thầy tiếp tục làm các bài giảng cho chúng ta ôn tập thi học kỳ cũng như là chúng ta thi học sinh giỏi. Bye bye.